Đấy nhá anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh sáng tạo vớ va vớ vẩn. Đây là chiếc máy bơm tàu của nhà tôi vứt ở xó xó nhà. Nó cũng không lên nước nên là vứt đến lâu lắm rồi. Hôm nay tôi có ý tưởng là tôi mang tôi chế thành cái đá mài. Cái viên đá mài thì đây tôi đã mua một viên đá mài dao mài kéo. Ôi 25k ở ngoài cửa hàng bán vật liệu xây dựng ấy. Cái thứ hai là cái gì nhỉ? Đây tôi mua mấy con bu lông mấy ốc vít để siết nó lại. Bu lông 10 với nong đen. Trước của nó là có cái đây. Đây là cái củ này để củ hút nước tôi đã cắt ra. Đây tôi cắt ba miếng để cho nó tại nắp cái nơi cưa. Đây là hàng của anh Bao Chị Đông, hàng này dùng một thời gian là không bơm được nước. Cái này nó có tuổi thọ cứ khoảng mấy con mười mấy năm nay thôi vẫn dùng được. Nóng quá, chờ anh em chờ tí tôi cởi cái áo. Nóng quá trưởng. Đấy nhưng mà bây giờ nó lại phát sinh cái này anh em ạ. Mẹ cái con ốc này nó lại có 6 cạnh không nút vừa này. Nó gần gần vừa rồi. Bây giờ tôi mới tiện bớt đây. Nắp luôn vào cái đầu máy bơm này anh em ạ. Có thể là Lúc nãy sinh ra cái ý tưởng thì nó muộn quá nên là phát thở ra anh em ạ, gần vừa rồi. Cố tí nữa mình tạo nghiệp dư nên là anh em thông cảm đấy. Vẫn chưa vừa anh em ạ. Vai này. Vì sao mà anh em phải lót cái này vào? Bởi vì là nếu không lót thì cái nơi đá nó sẽ không cân, nó sẽ đắt. Thank you.
chưa vừa. Anh em phải tiền vừa nhá, tiền đừng có đóng quá là nó sẽ vỡ đá đấy. Đeo rồi, nó có chết không mà con ạ. Nó tí nữa, có một tí nữa. Con này cút. Càng ngày càng khó khăn anh em. Đây thì vừa lấy ra ý kiến là cắm lại điện là xem thế nào anh em. Thank you.
tí xíu à. Ở đang live stream à? Ừ, mịt thế. Nhưng có ai xem nào? Đâu, trên YouTube rồi. YouTube à? Em chỉ biết rồi thế nào? Kim này em sao mà kim kia lên kim to đấy? Kim cắt à? Ờ, chén này. Nước còn nóng không? Sao bên này? Hết nóng rồi anh em. Đấy, anh em có chuyện một đốc đang đéo ở quán luôn. Đẹp gì? Chắc là người bài con này. Mà nó phải nút rồi, nó lạch tâm, hiểu không?
đi à? Đâu mày. Ô, của nó cái bộ phận ấy nước ấy cậu cắt đi à? Vâng, cắt đi để cái bộ phận nước này. Mày cái gì? Còn ốc còn sao không đạch tâm. Ốc không vừa này. Đá vào tận bên trong. Đá vào tận đây. Đây xong còn con ốc mình sẽ xiết ở đây xong rồi là hàn. Xiết nhưng mà lỏng ấy. Đây con này là con này đút vào đây để cho nó lệch tâm này. Đây con này nhá, vào đây. Trong khi con ấy ở đâu ra? Con này. Con ốc em lấy mài. Mái cạnh. Kiếm tiền làm gì ạ? Đang không à? Kiếm tiền cái gì cái này? Anh không thể hiểu được đâu. Thằng nghiệp dư đây em thông cảm đi. Anh đi từ từ ăn không nóng không nóng 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 nóng. Người này chắc vừa. Cái nõi óc của nó là bằng sắt hay gì? Chưa được, anh đưa mình óc. Sau mình còn đi chấm thấm mỗi hàn đây rồi. Bao giờ mòn được cho viên đá này? Nhìn nào ạ? Nó càng ấy nó càng chặt, không mà nó chạy càng chặt mình thôi. Chấm vào cho nó an toàn. Mày bị cắt. Bao giờ nó mòn được cái ốc này. Chạy thử cái. Nhưng còn chưa mại không ạ. Ngoại đại. Không bảo phải lắp vào bàn gỗ. Không cậu lấy chân cậu giữ vào máy này. Thế vật này làm ăn mất an toàn, dây vòng bên kia không quẹt một phát đứt mất dây rồi, làm ăn máy móc kỹ thuật kém. Dây vòng bên kia tốt nhất là bây giờ phải kiếm cái bàn gỗ đã chạy thử.
Bắn vào, bắn trực tiếp vào bàn này. Bàn nó phải phẳng, bàn nó nghiêng bắn nào được. Ốc này vẫn bé, phải kiếm ốc 10 cơ. Chứ con motor này bé chứ con motor ấy. Dạ. Motor to thì nó trục nó to rồi lắp vào ốc đá chắc chắn. Máy 750 của anh thì chạy. Chạy vừa thôi, chạy tít quá sợ mẹ. Không phải là tít mà là cái máy nó to thì nó cái trục của nó to. Trục nó to thì lắp vào vài đá này nó có vẻ nó chắc chắn hơn. Vừa rồi tí tai nạn anh em ạ. Quên không siết cái chân nó vào. Chơi với trò này nguy hiểm lắm. Cái chân quên nắp đầu này. Đầu khoan. Bắn trực tiếp vít đi xuống. Vâng. Bắn làm bốn chân. Cái con này thường để nắp để bắn vít máy tôn được đúng không? Vâng. Cái này, cái tôn này. Thế thôi, xong bốn con vào thì bắt đầu chơi chết. Chỉnh cái cân máy à. Bắn chết thì ngoài kia nhà thì người ta cũng bắn ngược chiều thì nó lên chứ để cho chắc chắn lên. Không, em phải ấy, mai em mua cái ốc 10 cơ. Cái này chưa được. Cái này nó thế vừa là được giữ được được. Để chạy thử nó. Thằng đít kia tháo quả đó rồi co lùi về kia. Đấy băng dính cuốn hẳn vào cái tách sách tay ấy. Nào mà cái ờ. Vòng vòng vào đít vòng hẳn vào cái đằng góc đít thì cái tay đằng sờ vào đây cái đầu rút ờ đấy nhưng mà đằng sau cái cơ không phải đằng này đằng đá vật nó về đằng bên kia cuốn băng dính vào tránh cái cục đá ra thế làm nó phải cái chỗ mà cái bộ phận tĩnh và động bộ phận tĩnh thì ta phải bên này nó cũng đậu. Đậu nhưng mà tháo quạt gió rồi, nếu còn quạt gió thì ta tính cách khác. Mài ra một tí thì làm gì nó nóng máy mà cần quạt gió. Xong bắn một cái vít giữ xuống bàn góc kia còn nó cắm dây để nó ấy đỡ vòng vào đá. Thank you.
thôi nó nhảy đá. Sao rút ra nó quay à? Nó như cái lúc một bánh đà. Đấy, bây giờ con ra xem nó nhảy. Nếu mà nói về là kỹ thuật thì là chưa được. Đá nó nhảy như thế. Cái óc của nó đã cân tâm đầu, thấy chưa? Nó không thể nó cân 100% được. Cân cơ bản cái trục nó bé hơn cái óc để lắp đá. Em đã chế cái kia nói rồi, nó khít kia rồi. Không phải bằng. Chứ bảo thế thì thành cơ khí chính xác à? Càng chạy càng chát. Chế tạo rồi cái ốc cái gen nó đã ấy ngược chiều quay cam nó chạy càng chặt chạy không mà thôi ra, nhưng mình cứ hàn nó chắc cái quy trình nó không bao giờ vật ra đâu mà vận vào chắc cứ chơi thôi ăn chắc không ai hàn người ta bảo không biết gì chạy nó chỉ chặt lại thôi. Chúc anh em thành công. Này, quay tít mù luôn. Điện nó quay. Nhảy lung tung lên thì đã không ăn điểm rồi. Không thể chính xác đâu anh ạ. Làm sao